Ngày 28 tháng 5, quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố tại Berlin dự báo rằng nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng khoảng từ 1 cho đến 1,5% trong giai đoạn 2025-2026, cao hơn đáng kể so với hiện nay. IMF kỳ vọng nền kinh tế Đức sẽ phục hồi dần dần trong năm nay nhờ tiêu dùng tư nhân do mức lương thực tế tăng trở lại. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tại các cửa hàng ở Anh tăng trở lại trong tháng 5, một bằng chứng nữa cho thấy nền kinh tế nước này đang hạ nhiệt. Theo quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm ngoái nền kinh tế Đức suy thoái và năm nay dự kiến chỉ tăng nhẹ 0,2%, hiện đang đứng cuối danh sách các quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, quỹ này dự báo rằng nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng từ 1 đến 1,5% trong giai đoạn 2025-2026, cao hơn đáng kể so với hiện nay. IMF ca ngợi chính phủ liên minh ba đảng của Đức đã có phản ứng hợp lý để đối phó với việc thiếu khí đốt từ Nga như hỗ trợ người tiêu dùng và phát triển các nguồn năng lượng mới điều này đã giúp giảm thêm giá năng lượng và kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát mới được công bố của liên đoàn công nghiệp Anh CBI, doanh số bán hàng trong tháng năm ở Anh đã đạt số dư dòng 8%, tăng so với cùng kỳ năm trước và là một sự cải thiện mạnh mẽ so với con số âm 44% của tháng trước. Tháng năm cũng đánh dấu kết quả bán lẻ có tháng tích cực nhất kể từ tháng 12 năm 2022 trong các cuộc khảo sát giao dịch phân phối của CBI. Doanh số bán lẻ tại các cửa hàng ở Anh tăng trở lại trong tháng 5, cho thấy tốc độ tăng giá chậm lại đang khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Đáng chú ý, giá bán lẻ trong tháng 5 cũng tăng chậm hơn so với tháng trước, trong khi đó lạm phát tại Anh trong tháng 4 đã giảm xuống 2,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 và được dự báo có thể sẽ chỉ tăng nhẹ vào tháng 6. Tín hiệu tích cực từ lĩnh vực bán lẻ sẽ được Ngân hàng Trung ương Anh coi như một bằng chứng nữa cho thấy nền kinh tế đang dần hạ nhiệt đồng thời củng cố thêm niềm tin để các chuyên gia ngân hàng trung ương Anh cân nhắc cắt giảm lãi suất cho vay từ tháng 6 tới từ mức 5,25% hiện nay, mức cao nhất trong 16 năm qua. Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 28 tháng 5 cho biết tài sản dòng bên ngoài của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 471.300 tỷ yên, tương đương với 3.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Đây là năm tăng thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh đồng yên yếu và các thương vụ mua bán tài sản của các công ty Nhật Bản ở nước ngoài đã thúc đẩy giá trị tài sản ngoại hối của nước này gia tăng. Nhờ đó Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí là chủ nợ hàng đầu thế giới, tiếp theo là Đức với 454.800 tỷ yên và Trung Quốc với 412.700 tỷ yên tài sản ròng. Bên ngoài, tính đến cuối năm 2023, Đồng yên yếu cùng với việc gia tăng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã giúp Nhật Bản ghi nhận mức tăng giá trị tài sản dòng bên ngoài do chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân Nhật Bản nắm giữ lên tới 51.000 tỷ yên hàng năm. Tổng tài sản bên ngoài của Nhật Bản đạt 1,488 triệu tỷ yên và nợ bên ngoài là 1,017 triệu tỷ yên. Bộ Tài chính cũng công bố dữ liệu điều chỉnh về cán cân thanh toán vãng lai. Theo đó, trong cả năm 2023, Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai là 21.400 tỷ yên, cao hơn so với mức ước tính sơ bộ là 20.600 tỷ yên.